Pamela Polola, Pamela D, Pamela Polola, 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 xin mời bạn Trần Duy Thư. Có đệ tử anh Phạm Hoàng làm trưởng ban, anh Nguyễn Đức Thứ và anh Võ Thế Thức làm phó ban, còn chúng tôi là anh Hoàng là chúng tôi là những bạn thân, chúng tôi là trưởng chấu thân. Thank you.
đúng không ạ? Chắc ví dụ mà bật cái tiền mua mẹ được cái tàu cái gì bây giờ sẽ đặc biệt biết bằng tiền anh em rồi chưa.